Ui, vãi cả cứt thật. Ui, bạn nhiều đến cái mức mà bạn che mẽ hết cả cái ánh sáng tự nhiên duy nhất của phòng bạn, đấy là cái cửa sổ. Đỉnh 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 bạn ơi, nhiều đéo chịu được, đéo lắm chuyện thế. Ông này nhiều chuyện nhưng mà được cái là ông này rất gọn gàng nhá. Ừ, ui, sắp xếp một cách trông kiểu. Không không, tôi không xin. Trời ơi, tại vì nhà tôi không sưu tập chuyện. Nhưng mà bạn này nhiều chuyện nhưng mà đánh giá là bạn này gọn gàng ngăn nắp này. Cái nào ra cái đấy này, đúng không? Ok đấy chứ.